Chúng ta đến với bạn Lê ở trong sườn thứ tư. Nếu sườn thứ tư này mà chúng ta thắng thì khả năng cao kèo sẽ nghỉ. Baby. Vâng, Kata và Egypt đó là quần của đội bạn. Egypt dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi và Katarian dành cho Bi. Kata Egypt đối đầu với cả Baby và cái gì? Như vậy là hai Baby. Chim sẻ vẫn một lần nữa được cầm Baby lọt. Rồi hai Baby đối đầu với Katarian và Egypt, kèo đấu được đánh giá là cân. Nếu xét về khả năng chém chay mà không phải là kèo solo, tức là kèo solo thì Baby sẽ cửa trên so với Kata. Nhưng mà xét về mặt kết hợp thì con Baby và con Kata tính là cũng như nhau thôi. Chính ra quân đội bạn nếu đưa về thế mắc binh thì là khỏe hơn đấy. Nhưng mà để con Egypt đánh cùng thì không là câu chuyện đơn giản trong cái map này. Vừa hút vape à? Vâng, vape là cái gì anh nhỉ? Em cũng không biết, từ bé lớn thì chưa nghe từ vape bao giờ. Hoa pe. Anh ăn bẩn lắm, mặc định sống lâu rồi. Em chưa nghe câu đấy à? Chúng ta là hai Babylon và thế của chúng ta thì sẽ phải có một người đánh cung. Có thể là chim sẻ và có thể là một sẽ là người đánh cung. Nhà sẻ có vẻ đang khung và rừng thì hơi xấu. Đây là hai cái điểm dừa. Đây là hai cái rừng dừa dành cho chim sẻ và... À không, dành cho sẻ thôi. Tôi tưởng cánh rừng này nó cũng gần nhà của nó một nhưng mà nhà nó một nhà sẻ cũng khá xa nhau. Thêm một rừng thông, có quả phụ. Bạn này cung được. Cung được nha. Vâng, No 1 đang xung phong đánh chén. Nhưng đã có bó nói trước với sẻ là bài không khỏe đâu. Quả đầu No 1 là quả sầu. Chúng ta xem có đúng thật như vậy không. Quả đầu No 1 tối đen, một bỏ quả đồi. Một bên 3 cây, còn một bên là 4 cây. Tiêu đầu về 3 con. Bài xấu nha. Với mỏ quả này thì nó một phải có rất nhiều đồ lùa về thì mới có thể có một bài lên đời sớm được. Được thôi, hy vọng anh vẫn kích ở trong đầu 10. Đang hay dò thêm một vòng nữa. Có quả phụ không? Và con voi tiếp theo của nó một. Có một nhà gì đó rất là đấy. Quả quả kia. 9 giờ, 9 giờ. Phải không? À không, đó là hiêu. Hiêu có lẽ cũng sẽ phải ăn. Ăn hiêu này có lên đời không nhỉ? Bắt đầu hơi sâu. Vâng, hiệu này đội bạn ăn rồi. Nhưng chúng ta sẽ ăn chung. Chưa biết là cả ba. Sẽ ăn chung. Và ăn thêm một đàn hiệu nữa. Và bài đấu của No.1 đang phải ăn khá nhiều đồ. Đây ạ. Hiệu của đối phương. Hiệu 4 thôi. Vâng, đây là một con hiêu dành cho No.1. Ôi, quả, ơ thơm. Ờ, được nha. Vâng, bài này lên không sớm nhưng mà lực yếu. Phải đuổi thôi nhưng mà lực cũng tạm, nếu không bị chọc một quả. Sẽ là bài 25 dân. Đổ, màu vàng mát là bêu. Kéo dân ra để làm cái gì đó. Vâng, ăn thêm một đàn hiêu nữa. Như vậy là sẻ sẽ gặp Bi. Còn Hoàng Mi sẽ gặp No 1. Ăn thêm đàn hiệu nữa và thấy lực của sẻ đang rất khỏe. Và sẻ sẽ đánh kiểu cung nhà trận đấu này không? Bi mở.
Thông tin báo về sẽ lên dưới bản đồ. Xảy lên dưới bản đồ mặc dù đây chỉ là bài 10-37 của xảy thôi. Như vậy đồng nghĩa việc đó, đó chính là đây là một cái map mà toàn bộ các thủ đều có những bài nó xấu. Toàn bộ đều xấu. Vâng, Hoàng My chưa lên đời đâu. Ôi, Hoàng My lên muộn hơn cả nó 1 kìa. Hay. Vâng, Hoàng My lên đời muộn hơn cả nó 1. Vâng, mỏ vàng siêu đẹp dành cho Rẻ. Một lần nữa thì skill ẩn tinh tế của chim Rẻ lại được thể hiện. Ngựa gió công giáp. Vâng, đẩy treo cánh luôn. Không biết bị sánh cái gì nhỉ? Bị cầm cây thầy, mặc định chém rồi. Hòa Mi lên muộn thế, tôi nghĩ là Hòa Mi cũng sẽ chém luôn. No 1 là một bài lúc đầu giả vờ là đánh chém, nhưng mà lúc đầu thì ý đồ là đánh chém, nhưng mà sau khi mà nhìn thấy bài Hòa Mi lên muộn quá thì anh quay trở lại đánh cung. Rồi hai con tê thi đấu với nhau. Vâng, con tê đối phương, hai con tê đều chết. Vâng, nó một cái chết rồi rồi, nó một bị chồng bỏ quả rồi. Không có tí lực gì dành cho nó một cả. Vâng, có con tê tiếp theo dành cho nó một. Không có tí lực gì luôn. Rất yếu, vâng, bị chồng bỏ quả. Lại có tê. Vâng, Sẻ đã sang rồi. Mặt bên này nhá, Sẻ ơi. Vâng, nó một đang xin rất nhiều tê, thế thì lực đâu lên bánh xe. Không có bánh xe luôn đấy. 100 thịt, 100 thịt để lên được bánh xe. Cố gắng lên bánh xe và ra một vài cái ruộng ở nhà không. Vâng, như vậy là hai game thủ đều đánh rất nhiều tê. No 1 đánh nhiều tê và Sẻ có con giò ở đây. Và Mi cũng nhiều tê. Vâng, tê thôi. No 1 đang không tập trung ở nhà của mình. Cố gắng ở nhà ra tầm 3 cái ruộng không. Sẻ đang có lạc đà ra. Chạy dần đi thôi. Hoàng My là một bài yếu, nhưng nó một cũng không khỏe gì cho lắm. Sẻ cũng là bài Hoàng My, BB là bài đánh 2L, còn Sẻ là bài đánh 1L. Đây là Sẻ. Các bạn cũng đang có rất nhiều tê rồi đây. Lạc đà đang tới nữa. Hoàng My cũng đang toàn tê thôi. Nhưng Hoàng My đang cố gắng làm một bài đấu khó thang. 2L của Sẻ, 1 cái E. Với là Sẻ có anh Sẻ chưa? Anh Sẻ chưa đây? Anh chịu anh Sẻ thì là rất khoản. Hòa Mi cũng là bài yếu thôi. Mi đang khỏe, Mi là bài 2L. Không, chưa nâng bánh xe rồi. Và như vậy là chưa nâng bánh xe. Quay rồi, Hòa Mi có bánh xe rồi. Nô 1 thăm 16. Một quay xuống ấm. Mà ra nhiều ruộng này thì nô 1 sẽ lại không có dần để gỗ. Mà cung nô 1 thì là cung yếu hơn. B là người khỏe nhất map. Đây là Sẻ tham 20. Vẫn chưa ai đánh B cái gì cả. Tỷ số là khoai. Vâng, khoai rồi. Tỷ số là 21 trong trận thứ 4 dành cho cặp đôi BB và Hòa Mi.